Lầu đế Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Jesus Kitô. Đây là đài phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 9 tháng 11, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng tá tha thứ của Anna, một phụ nữ bị bạo hành người Burundi Phi Châu. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do tứ quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về chứng minh tình yêu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức. Vatican, diễn đàn quốc tế về giải trừ võ khí hạt nhân sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày mai mùng 10 đến 11 tháng 11 này với chủ đề Viễn tượng một thế giới không còn võ khí hạt nhân và giải giáp toàn diện. Đức Hồng Epita Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản toàn diện cho biết, diễn đàn này đáp lại những ưu tiên của Đức Thánh Cha Francisco về hòa bình và việc sử dụng các tài nguyên thiên nhiên để phát triển và đạt tới chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người, cá nhân cũng như các dân tộc không phân biệt ai. Đức ông Bruno Marie Dufé, người Pháp, tổng thư ký của bộ này, khi tham dự hội nghị của Tổ chức Quốc tế về Năng lượng Hạt nhân nhóm tại Viên, bên Áo, từ 18 đến 22 tháng 9 năm nay, đã nhấn mạnh trách nhiệm quan trọng về luân lý của các quốc gia và sự cần thiết phải có chiến lược chung về đối thoại như Đức Thánh Cha đã nói đến. Diễn đàn này là cuộc gặp gỡ đối thoại hoàn cầu đầu tiên về việc giải trừ võ khí hạt nhân kể từ sau Hiệp ước cấm các võ khí hạt nhân được 122 quốc gia, trong đó có tòa thánh, thông qua tại Liên Hiệp Quốc ở New York ngày 7 tháng 7 năm nay sau nhiều năm thương thuyết khẩn trương và vất vả. Tham dự diễn đàn quốc tế tại Vatican từ thứ Sáu ngày mai, có 11 nhân vật đã được giải Nobel Hòa Bình – dưới lãnh đạo liên hiệp quốc và khối nato các nhà ngoại giao của nhiều quốc gia trong đó có liên bang nga hoa kỳ và nam hàn iran cũng như nhiều chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực võ trang dưới lãnh đạo các tổ chức và xã hội dân sự từ lâu vẫn dấn thân trong vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân về các tổ chức tôn giáo có đại diện của một số hội đồng giám mục các giáo hội kitô trên bình diện đại kết và các tín ngưỡng khác sau cùng có các đoàn đại biểu các giáo sư và sinh viên các đại học hoa kỳ nga và liên hiệp âu châu trong diễn đàn đặc biệt có phần trình bày chứng từ của bà masako wada trợ lý tổng thư ký của tổ chức nihon hidan kyo và là một trong những người sống sót cuối cùng trong vụ bom hạt nhân ở hiroshima nhật bản bà lên tiếng đại diện cho các nạn nhân võ khí hạt nhân và tất cả các nạn nhân của những vụ thử nghiệm loại võ khí này Đức hồng y Pietro Parolin sẽ đại diện tòa thánh tham dự diễn đàn và trưa thứ bảy 11 tháng 11, đức thánh cha sẽ tiếp các tham dự viên và lên tiếng về vấn đề này. Vatican, giám đốc phòng báo chí tòa thánh ông Greg Burke, phủ nhận tin đồn về một ủy ban tòa thánh đang bí mật nghiên cứu để thành lập thánh lễ đại kết. Trong thời gian gần đây, một số báo chí đưa tin về ủy ban này và cho rằng tòa thánh muốn lập ra thánh lễ đại kết. Trong đó, công giáo và tin lành làm lễ và rước lễ chung. Đức Tổng giám mục Arthur Roche, người Anh, Tổng thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích cũng gọi tin đồn đó là hoàn toàn sai. Trong tuần trước đây, Nhật báo The Australian, người Úc, đã hỏi tòa thánh về tin đồn này nhưng không nhận được câu trả lời. Báo này còn thêm rằng trong thánh lễ đại kết có kinh nguyện, các bài đọc từ kinh thánh và rước lễ chung, nhưng giáo sĩ công giáo và tin lành sẽ đọc lời thầm truyền phép. Tin đồn này cũng khiến Đức Hồng Erine Maria Wölke, Tổng giám mục giáo phận Cơn bên Đức nói rằng thánh lễ đại kết là điều không có căn bản vì người công giáo và tin lành không đồng ý với nhau về những vấn đề chủ yếu tin lành không tin Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong thánh thể và cũng không nhìn nhận đây là bí tích. Beirut, Đức Hồng Y Rai, giáo chủ công giáo Maronit, kêu gọi bảo vệ sự ổn định của Liban sau khi Thủ tướng Saad Hariri đột ngột từ chức. Tuyên bố trong dịp thánh lễ Chúa Nhật mùng 5 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Rai lấy làm tiếc vì quyết định từ chức của Thủ tướng Hariri và ngày cảnh giác trước những hậu quả xáo trộn có thể xảy ra vài ngày trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Liban, đức hồng y Bechara Rai đã được mời viếng thăm Ả Rập Saudi lần đầu tiên trong lịch sử. Nhưng nay với cuộc khủng hoảng ở Liban, cuộc viếng thăm của đức hồng y tại thủ đô Riyadh có thể bị đặt lại vấn đề. Đức hồng y Rai kêu gọi tổng thống Michel Aoun của Liban bảo tồn sự thống nhất đất nước và giữ quân bình trong việc quyết định tránh mọi ảnh hưởng do cái vòng bạo lực ở Trung Đông gây ra. Ngài nói, Băng không thể bị bó buộc phải gia nhập các liên minh miền hoặc quốc tế không tương ứng với thực thể, các giá trị và vai trò của Liban trong việc phục hồi sự ổn định tại vùng Trung Đông. Hôm mùng 4 tháng 11 vừa qua, trong cuộc viếng thăm tại Ả Rập Saudi, thủ tướng Saad Hariri là người hồi giáo Sunni đột ngột tuyên bố từ chức Ông than phiền nước Iran ủng hộ nhóm Hezbollah theo Hồi giáo Siit. Theo ông, nhóm này cung cấp võ khí để chống lại dân chúng ở Yemen, Syria và Liban. Chính ông cũng cảm thấy bị nguy hiểm. Thân phụ ông đã bị giết chết trong một vụ khủng bố trầm trọng ở thủ đô Beirut. Trong khi đó, thủ lãnh nhóm Hezbollah là Sheikh Hassan Nasrallah cho rằng việc ông Hariri từ chức là do Ả Rập Saudi ép buộc và cả bản tuyên ngôn từ chức của ông cũng do người Ả Rập Saudi soạn ra. La Habana, chính quyền Cuba đã tuyên bố tượng Chúa Kitô ở thủ đô La Habana là đài kỷ niệm của quốc gia. Trong thông cáo công bố hôm mùng 5 tháng 11 vừa qua, nhà chức trách Cuba nói rằng tượng Chúa Kitô bằng cẩm thạch màu trắng, cao 20 mét và nặng hơn 30 tấn có một giá trị nghệ thuật ngoại thường pho tượng do nghệ sĩ Kinma Madera thực hiện tại Italia và được Đức Giáo Hoàng Pio XII làm phép trước khi được chở đến Cuba và trình bày cho dân chúng. Tượng nhìn xuống vịnh La Habana, các biến cố này xảy ra vài ngày trước khi lãnh tụ cách mạng Fidel Castro chiếm được thủ đô La Habana hồi tháng 12 năm 1958. Hội đồng về gia sản văn hóa của nhà nước Cuba đã tài trợ việc tu bổ pho tượng trong 4 năm qua. Yangon, Đức Hồng Y Lebo, Tổng giám mục giáo phận Yangon nói rằng trong cuộc viếng thăm Myanmar, Đức giáo hoàng Francisco sẽ giúp người Phật giáo tại đây hiểu giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIA của Hội đồng giám mục Italia, truyền đi hôm 6 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Bo đã nói đến những mong đợi của 700.000 tín hữu công giáo tại Myanmar Đối với cuộc viếng thăm Đức Thánh Cha sẽ thực hiện tại nước này từ ngày 27 đến 30 tháng 11 tới đây, trước khi sang thăm Bangladesh cho đến ngày mùng 2 tháng 12. Đức Hồng Y nói, các tín hữu Công giáo chúng tôi rất yêu mến Đức Thánh Cha Francisco và họ tin rằng ngài sẽ đến như một người lữ hành hòa bình để khởi sự một bình minh mới hòa bình. Đức Giáo hoàng là một vị lãnh đạo thế giới cuộc viếng thăm của ngài tại myanmar sẽ giúp những người thuộc các tôn giáo khác đặc biệt là các tín hữu phật giáo chiếm đa số tại đây hiểu biết hơn về giáo hội tình thương và hòa bình là hai đề tài chúng tôi rất cần trên bình diện gia đình cộng đoàn và quốc gia dân tộc chúng tôi có một gia sản phong phú về những chủng tộc và nhiều người bị kỳ thị có rất nhiều người tị nạn và tản cư vì thế sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng sẽ là một sự chữa lành cho dân tộc chúng tôi. Đức Hồng Y Trác Lơ Bô cho biết, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp các tăng sĩ Phật giáo và các vị lãnh đạo các tôn giáo khác. Sứ điệp của Ngài sẽ là, trong tư cách là tôn giáo, chúng ta có thể liên kết với nhau để xây dựng hòa bình. Và Đức Hồng Y xác tín rằng, con người và sứ điệp của Đức Thánh Cha sẽ làm cho tâm hồn của những người ngoan cố, lạm dụng tôn giáo, trở nên dịu dàng hơn và làm cho họ trở thành một dụng cụ hòa bình. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Giáo Phận Yangon cho biết giáo hội công giáo tại Myanmar sẽ cố gắng làm việc để đề ra các sáng kiến liên tôn. Chúng tôi sẽ làm việc cho hòa bình và tình thân hữu giữa các cộng đoàn, Xã hội công giáo đã đạt được sự tiến nhiệm của tất cả các cộng đoàn và có thể động viên họ để phục vụ hòa bình. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo hoàng Các bí tích, đặc biệt là việc cử hành thánh thể, đáp ứng ước mong trông thấy Chúa Kitô sờ mó Ngài và hiểu biết Ngài hơn. Chúng là các dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa và là các con đường đặc ân giúp chúng ta gặp gỡ Ngài. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Phan Cô đã nói như trên, với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua. Giải thích đoạn phúc âm Thánh Gioan chương 6 viết rằng, Thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh, tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hàng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài bắt đầu một loạt giáo lý mới về bí tích thánh thể, là trọng tâm của cuộc sống giáo hội. Khi tôi hữu cần phải hiểu biết rõ ràng giá trị và ý nghĩa của thánh lễ để luôn sống một cách tràn đầy hơn tương quan của mình với Thiên Chúa. Nếu bật tầm quan trọng của thánh lễ Đức Thánh Cha nói: "No possiamo dimenticare il gran numero dei cristiani che nel mondo intero in 2000 anni di storia hanno resistito fino alla morte per difendere l'Eucaristia." chúng ta không thể quên con số lớn lao các tín hữu Kitô trên toàn thế giới trong hai năm lịch sử đã kháng cự tới chết để bênh vực thánh thể và biết bao nhiêu người kể cả ngày nay nữa liều mạng sống để tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Vào năm 304 dưới thời hoàng đế Diocletiano bắt đạo, có một nhóm Kitô hữu ở Bắc Phi đã bị bắt thình lình trong khi họ đang cử hành thánh lễ trong một căn nhà trong cuộc hỏi cung quan tổng tài Roma hỏi họ tại sao lại làm điều ấy khi biết nó bị cấm một cách triệt để. Họ đã trả lời, không có Chúa Nhật chúng tôi không thể sống được. Có nghĩa là nếu chúng tôi không thể cử hành thánh thể, chúng tôi không thể sống, cuộc sống Kitô của chúng tôi sẽ chết. Thật thế Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ ngài rằng, nếu anh em không ăn thịt con người và không uống máu người, anh em không có sự sống. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống vĩnh cửu và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Các kỳ tô hữu Bắc Phi này đã bị giết chết vì cử hành thánh thể. Họ đã làm chứng rằng người ta có thể khước từ cuộc sống trần gian vì thánh thể, bởi vì thánh thể trao ban cho chúng ta sự sống đời đời bằng cách khiến cho chúng ta thông phần vào chiến thắng của Chúa Kitô trên cái chết. Đây là một chứng tá gọi hỏi chúng ta tất cả và đòi có một câu trả lời liên quan tới ý nghĩa việc từng người trong chúng ta tham dự hy tế thánh lễ và tiến tới bản thánh của Chúa. Chúng ta đang tìm về suối nguồn vọt lên nước hàng sống cho cuộc đời vĩnh cửu, khiến cho cuộc sống chúng ta trở thành một hy lễ tinh thần của việc chúc tụng và tạ ơn, và làm cho chúng ta trở thành một thân thể duy nhất với Chúa Kitô. Đó là ý nghĩa sâu xa của thánh thể, có nghĩa là tạ ơn, Thánh thể Eucharistia có nghĩa là tạ ơn, tạ ơn Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần lôi cuốn chúng ta và biến đổi chúng ta trong sự hiệp thông tình yêu của Ngài. Trong các bài giáo lý tới, tôi sẽ trả lời vài câu hỏi quan trọng liên quan tới thánh thể và thánh lễ để tái khám phá ra hay khám phá ra qua mầu nhiệm này của đức tin tình yêu của Thiên Chúa rạng ngời như thế nào tiếp tục bài huấn dụ đức thánh cha nói công đồng chung vatican ii đã được linh hoạt một cách mạnh mẽ bởi ước mong dẫn đưa các kitô hữu tới chỗ hiểu sự cao cả của đức tin và vẻ đẹp của việc gặp gỡ chúa kitô vì thế trước tiên với sự hướng dẫn của chúa thánh thần cần hiện thực một việc canh tân phục vụ thích hợp bởi vì giáo hội liên tục sống nhờ thánh thể và canh tân nhờ thánh thể có một đề tài chính mà các nghị phụ đã nhấn mạnh đó là việc đào tạo phụng vụ cho các tín hữu là điều không thể thiếu đối với một việc canh tân đích thực. Và đây cũng chính là mục đích của loạt bài giáo lý chúng ta bắt đầu hôm nay, lớn lên trong việc hiểu biết ơn cao cả Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trong bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha định nghĩa thánh thể như sau. è un avvenimento meraviglioso nel quale Gesù Cristo, nostra vita, si fa presente. partecipare alla Messa e vivere un'altra volta la passione e la morte redentrice del Signore. È una teofania. Il Signore si fa presente sull'altar per essere... là một biến cố tuyệt diệu, trong đó Chúa Kito, Sự Sống Của Chúng Ta, hiện diện. tham dự thánh lễ là sống một lần nữa cuộc khổ nạn và cái chết cứu chuộc của Chúa. Đó là một sự hiển linh. Chúa hiện diện trên bàn thờ để được hiến dâng cho Thiên Chúa Cha cho ơn cứu độ của thế giới. Chúa ở đó với chúng ta, Ngài hiện diện. Nhưng biết bao lần chúng ta đến đó, chúng ta nhìn các sự việc, chúng ta nói chuyện bếp xếp với nhau trong khi linh mục cử hành thánh thể nhưng chúng ta không cử hành gần ngài nhưng đó là chúa nếu hôm nay tổng thống cộng hòa hay vài nhân vật rất quan trọng trên thế giới đến đây thì chắc chắn là mọi người chúng ta sẽ gần gũi ông sẽ đến chào ông nhưng hãy nghĩ coi khi bạn đi tham dự thánh lễ có chúa ở đó thế mà bạn lại lo ra quay qua quay lại đó là chúa chúng ta phải nghĩ tới điều này thưa cha vì các thánh lễ nhàm chán quá mà bạn nói gì thế? rằng Chúa nhàm chán à? không không, thánh lễ không. các linh mục thì có, ôi ước chi các linh mục hoán cải. nhưng mà Chúa ở đó nhé. anh chị em đã hiểu chưa? xin đừng quên điều ấy. tham dự thánh lễ là sống một lần nữa cuộc khổ nạn và cái chết cứu chuộc của Chúa. giờ đây chúng ta hãy đặt cho mình vài câu hỏi đơn sơ. thí dụ tại sao ta làm dấu thánh giá? và có cử chỉ sám hối ở đầu thánh lễ một câu hỏi và ở đây tôi muốn mở một dấu ngoạc anh chị em đã trông thấy các em bé làm dấu thánh giá như thế nào chưa bạn không biết chúng làm gì không biết đó là dấu thánh giá hay hình vẽ gì chúng làm như thế này này mà phải học chứ phải dạy cho trẻ em làm dấu thánh giá hẳn hoi và thánh lễ bắt đầu như vậy cuộc sống bắt đầu như vậy ngày sống bắt đầu như vậy điều này có nghĩa là chúng ta được cứu chuộc với thập giá của chúa anh chị em hãy nhìn các trẻ em và dạy chúng làm dấu thánh giá hẳn hoi và các bài đọc trong thánh lễ tại sao chúng ở đó tại sao ngày chúa nhật có tới ba bài đọc và các ngày khác lại chỉ có hai bài đọc thôi tại sao chúng ở đó bài đọc thánh lễ có ý nghĩa gì tại sao lại đọc chúng chúng có liên quan gì hay tại sao tới một lúc nào đó vị linh mục chủ sự buổi cử hành nói, hãy nâng tâm hồn lên. Ngài không nói hãy dơ điện thoại di động lên để chụp hình nhé. Không, đây là điều xấu. Và tôi xin nói, tôi rất buồn khi cử hành thánh lễ tại quảng trường này hay trong đền thờ và trông thấy biết bao nhiêu điện thoại di động dơ lên. Không phải chỉ các tín hữu thôi, mà cả vài linh mục và cả giám mục nữa. Tôi xin anh chị em, thánh lễ không phải là một cuộc trình diễn, đó là việc đi gặp gỡ cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Chúa. Chính vì thế Linh Mục mới nói, hãy nâng tâm hồn chúng ta lên. Điều này có nghĩa là gì? Xin anh chị em hãy nhớ, không phải dơ điện thoại di động lên đâu nhé. Thật rất quan trọng trở về với các nền tảng, tái khám phá ra điều nòng cốt, qua điều chúng ta sờ mó và trông thấy trong việc cử hành các bí tích lời tông đồ tô ma xin được trông thấy và sờ vào các vết đanh trên thân xác chúa giê xu là ước mong có thể trong một cách thức nào đó sờ mó thiên chúa để tin nơi ngài điều thánh tô ma xin chúa là điều chúng ta tất cả cần đến đó là trông thấy chúa và sờ mó chúa và có thể nhận biết ngài các bí tích đáp trả lại đòi hỏi này của con người các bí tích và một cách đặc biệt việc cử hành thánh thể là các dấu chỉ tình yêu của thiên chúa và là các con đường đặc ân giúp chúng ta gặp gỡ ngài. Như thế qua các bài giáo lý mà hôm nay chúng ta bắt đầu, tôi muốn cùng anh chị em tái khám phá ra vẻ đẹp dấu ẩn trong việc cử hành thánh thể. Và một khi được vén mở, nó trao ban ý nghĩa tràn đầy cho cuộc sống của từng người trong chúng ta. Xin Đức Mẹ đồng hành với chúng ta trên đoạn đường mới này. Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Liban, nhất là các bạn trẻ trường Fenelon Saint Marie Paris. Ngài cũng chào các nhóm đến từ New Zealand, Philippines, Nam Hàn, Canada và Hoa Kỳ. Trong các nhóm nói tiếng Đức, Ngài chào các đoàn thiếu nhi nhà thờ chính tòa Limburg. Trong các đoàn hành hương đến từ Tây Ban Nha và châu Mỹ Latin, Đức Thánh Cha chào đặc biệt phái đoàn các tỉnh trưởng Argentina. Ngài cũng chào tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha cách riêng tín hữu giáo phận San Angelo. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nói. Chúa Nhật tới đây, Hội đồng Giám mục Ba Lan và Hiệp hội trợ giúp giáo hội đau khổ cử hành ngày liên đới với giáo hội bị bách hại để trợ giúp tinh thần và vật chất cho các tín hữu vùng Trung Đông. Đức Thánh Cha cảm ơn sáng kiến này và nói, ước chi các lời cầu nguyện và các dân cúng của anh chị em là một trợ giúp cụ thể và là dấu chỉ của mối dây nối kết mọi người đau khổ trên thế giới nhân danh Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng chúc mừng ban biên tập và các thính giả của đài phát thanh Katowice mừng 90 năm thành lập. Trong số các tín hữu Italia, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tham dự viên các hội nghị quốc tế của các cha biển Đức Hiến Sinh và các nữ tu Cát Minh, cũng như các sư huynh La San tham dự khóa huấn luyện tại Roma và các thừa sai dòng ngôi lời tham dự khóa canh tân. Ngài cầu chúc chuyến hành hương Roma củng cố sự hiệp thông của họ với sứ vụ đại đồng của người kế vị Thánh Phaero đức thánh cha cũng chào nhiều đoàn hành hương giáo sứ và các nhóm cầu nguyện fatima và lộ đức tỉnh afragola cộng đoàn trị liệu fanelli di castellamari di stabia và các công nhân trẻ tuổi Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Ngài cầu mong họ lớn lên trong chứng tá Kitô cả khi phải sống trong các hoàn cảnh khó khăn. Người đau yếu biết dâng mọi khổ đau cho Chúa để yểm trợ biết bao Kitô hữu bị bách hại. Và các cặp vợ chồng mới cưới biết tín thác nơi sự trợ giúp của Chúa trong cuộc sống hôn nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lệ cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. pater noste qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat vol Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Benedictum nostrum in nomine Domini. Qui feci cielo et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng tá tha thứ của Anna, một phụ nữ bị bạo hành người Burundi, Phi Châu. Cha Renato Kisito Cesana là một thừa sai dòng Comboni làm việc mục vụ tại Nairobi bên Kenya cùng với một nhóm giáo sư đại học và nhân viên thiện nguyện của giáo phận Nairobi. Cha Cesana phụ trách các khóa thông truyền hòa bình tại trường dạy hòa giải và hòa bình Shalom House. Các khóa học này có mục đích giúp các học viên tìm lại được quân bình tâm hồn Biết đào sâu tầng gốc rễ những căng thẳng, tranh chấp, phân tích và kiểm soát những cảm xúc cá nhân, phân biệt tốt và xấu, các lạm dụng và tham nhũng, và nhất là xây dựng một sự tin tưởng tính cài lẫn nhau. Mỗi khóa học kéo dài 6 tháng và có chừng 40 học viên, từ 25 đến 40 tuổi. Đa số là người Kenya, đến từ những khu vực nổi tiếng và khó sống tại thủ đô Nairobi. Ngoài ra số còn lại là người Congo, Rwanda và Burundi. Tị nạn tại đây cách bất hợp pháp và vì thế phải chịu sự hạch hòe sách nhiễu của các nhóm cảnh sát an ninh. Một học viên người Rwanda tên là Manirakiza đã tốt nghiệp ngành kế toán. cho cha Sesana biết như sau, ít nhất mỗi tháng cần phải hối lộ cho cảnh sát 300 skilling, tức khoảng 40 kim để khỏi bị bắt và trả về xứ. 40 kim là một ngăn khoản rất to đối với những người tị nạn, lén lút chỉ mong sống sót qua ngày. Cha Sesana đã kể lại kinh nghiệm quảng bá hòa bình và tha thứ của mình như sau. Hôm ấy là buổi khai giảng khóa học đầu tiên. Giáo sư đang nói sơ về lịch sử hình thành Hiến pháp quốc gia Kenya. Nhưng phòng học đã biến thành đấu trường, Giữa phe ủng hộ tổng thống Daniel Arap Moy rất ít người và phe phản đối rất đông. Họ dùng một loại ngôn ngữ thô bạo hung hăng để tố khổ, hạ nhục và khiêu khích nhau, không nể mặt một ai cả. Kế đến, cả các học viên Rwanda, Congo, Burundi cũng nhảy vào vòng chiến. Họ là những người đã chạy trốn mọi bạo lực chiến tranh. Từ võ miệng cả lớp như muốn đi vào vỏ tay chân nên bà giáo sư phụ trách phải cầu cứu với tất cả giáo sư và nhân viên nhà trường để ổn định tình thế cuối buổi học hôm ấy một nữ học viên đến gần tôi tự giới thiệu là anna và ngỏ lời cảm ơn tôi đã bằng lòng nhận lời cho bà đi học anna là một phụ nữ người burundi có gia đình với hai con và trước đây hành nghề giáo sư trung học ở quê nhà vì trình độ tiếng anh của bà quá yếu người ta do dự không muốn nhận bà theo khóa học hòa giải này sợ rằng bà không hiểu hết riêng tôi thì tôi nghĩ rằng cứ để cho bà học thử cha sesana kể tiếp sau một tháng học tôi ra bài tập cho các học viên bà anna nộp bài làm trong đó không thiếu những đoạn chứa đầy oán thù đối với chủng tộc mà bà cho là nguyên do gây ra những đau khổ khủng khiếp cho bà, cho gia đình và cho quê hương của bà. Nhiều hàng chữ chứa đựng hận thù nảy lửa làm tôi lạnh người. Sáu tháng sau đó, các học viên phải nộp bài thi chung kết trước khi được cấp chứng chỉ khóa học. Khi nộp bài thi, Anna cũng nộp cho tôi một phong bì và nói Thưa thầy, con cảm thấy từ sâu thẳm tâm hồn là phải viết lá thư này trước khi xong khóa học. Nếu không, con không được quyền lãnh chứng chỉ. Đó là lá thư Anna viết cho kẻ đã cưỡng hiếp bà trước đôi mắt khiếp hại của hai người con bà và kề dao súng dò giết chết cả ba nếu bén mặn về Burundi. Anna viết để thông báo và bà tha thứ cho hắn. Bà viết: bạn và tôi, các con bạn và các con tôi chúng ta tất cả đều là nạn nhân của sự lừa lọc không có một lý do nào thúc đẩy hay bắt buộc chúng ta phải oán thù nhau trái lại có bao nhiêu lý do đang khiến chúng ta phải cộng tác liên đới và chung sức hoạt động làm sao để con bạn và con tôi những đứa bé đã chứng kiến cảnh bạo hành ô nhục mà bạn đã làm cho tôi chúng nó có thể học biết cách cùng nhau khôn lớn nên người và biết tôn trọng lẫn nhau Bà Anna khẳng định là vì không biết địa chỉ, bà sẽ giữ gìn lá thư này cho đến khi nào gặp kẻ đã hại bà và trao tận tay cho hắn lá thư này, dù có hội ngộ nhau trong hoàn cảnh hay điều kiện nào đi nữa. Cha Sesana cảm động lặng người, không những bà Anna sẽ được chứng chỉ, nhưng theo tôi, bà đã hội đủ mọi điều kiện để thực sự trở thành một giáo sư giảng dạy hòa bình nữa. Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục đến mà xem do tứ quyết phụ trách, tuần này nói về chứng minh tình yêu. Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề hy sinh trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. những hy sinh của vị thánh nhỏ gặp một người làm khổ con có thể có hai thái độ một là nói người này hại tôi hai là nói người này thánh hóa tôi đừng hy sinh kiểu biệt phái hãy hy sinh theo phúc âm không hy sinh nơi những việc nhỏ con sẽ đầu hàng trước những hy sinh lớn lao để thúc đẩy con mỗi lần hy sinh con định rõ một mục tiêu ví dụ cứu một linh hồn dâng cho một bệnh nhân cầu cho hội thánh ở một địa phương đang trong tình trạng gây cấn. Trong chuyện Một Tâm Hồn, Thánh nữ Teresa Hài Đồng giê -xu có thuật lại một hy sinh rất đẹp của Thánh nữ. Một lần kia tại nhà giặt, con ngồi giặt đằng trước mặt chị. Chị này giặt khăn tay, chốc chốc lại làm bắn nước bẩn vào con. Thoạt đầu con muốn lùi ngay, lau mặt cho chị ấy biết, để đừng làm bắn nước bẩn vào con nữa. Nhưng nghĩ lại như thế là dại vì bỏ mất những hạt ngọc người ta tặng cho mình một cách đại lượng. Và con đã thôi, không tỏ vẻ khó chịu gì hết. Hơn nữa, con lại cố nén mình để ước ao nước bẩn ấy bắn lên con rất nhiều. Qua nửa giờ, con đã cảm thấy sự vui thú được vấy nước bẩn. Con định bụng hễ sau này có dịp lại đến chốn đất lành ấy để được một cách làm giàu không mấy khó khăn. Nơi khác, Thánh Nữ viết, Với lòng kính mến Chúa, thì dù cúi xuống nhặt một cái kiếm nhỏ, ta cũng có thể cứu được một linh hồn. Một lần nọ, chị có nhà liệt khuyên ngài mỗi ngày nên đi bách bộ ngoài vườn 15 phút. Ngài có lời khuyên đó như một mệnh lệnh. Bữa kia vào lúc quá trưa, một chị trông ngài bước đi khó khăn quá mới thương hại bảo rằng chị về nhà nghỉ có lẽ lợi hơn đi bách bộ. Đi như thế chỉ mệt thêm. Ngài thưa lại rằng, vâng chính thế, nhưng chị có biết em lấy sức gì để đi được như thế chăng? Em đi để làm ích cho một vị truyền giáo với ý nghĩ là ở cõi xa xăm kia có vị truyền giáo dường như đã kiệt sức vì mãi miết theo đuổi công cuộc mở mang nước Chúa. Em muốn dâng lên Chúa những bước đi mệt nhọc này để vị tông đồ ấy đỡ nhọc mệt. một chứng tích tình yêu hy sinh con đừng hy sinh kẻ khác vì chúa yêu thương môn đệ ngài đã yêu thương đến cùng tận cùng ấy là thánh giá hy sinh của con phải trọn vẹn phải là lệ toàn thiêu nếu yêu đến tận cùng trong một cuộc hành hương long trọng nghìn vạn người tham gia ai cũng muốn vác thánh giá đi tiên phong nhưng trong cuộc hành hương của mỗi ngày mấy ai sẵn lòng vác thánh giá của mình anh hùng thinh lặng khó khăn lắm Cha Maximilian Kolbe, người Ba Lan, là một tu sĩ dòng Francisco rất hăng say hoạt động. Ngài đã tình nguyện sang truyền giáo ở Nhật, đặc biệt chuyên ngành ấn loát sách báo để truyền giáo. Người cũng có dịp ghé qua Sài Gòn, nhưng vì bệnh lao phổi, phải trở về Ba Lan điều trị. Tại quê nhà, cha Kolbe vừa chữa bệnh vừa hoạt động không ngừng. Ngài dùng sách báo để truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ. Ngài quá trông cậy, kính yêu Đức Mẹ đến nỗi, được người ta gán cho biệt hiệu người con điên của đức mẹ lúc ấy lúc phát xít đức chiếm đóng ba lan chúng thấy ảnh hưởng của ngài trên quần chúng quá mạnh nên đã tống ngài vào ngục ngày nọ trại giam của ngài có một tù nhân vượt ngục sáng hôm sau lúc điểm danh thấy mất một người viên sĩ quan áp dụng ngay luật lệ của phát xít đức hễ một tù nhân trốn thoát mười người tù khác phải đền mạng trên sân nhà tù ai nấy đều thinh lặng và khiếp đảm Viên sĩ quan coi tù ngục vừa giận dữ, rảo bước, vừa đưa tay chỉ định. Tên này, tên này. Ai lâm vào sổ đoạn trường thì phải sắp hàng một bên. Chợt có tiếng kêu thất thanh. Khốn cho tôi, tôi còn vợ và một đàn con nhỏ. Giữa bầu không khí thinh lặng và rùng rợn ấy, một tù nhân bước ra khỏi hàng, đứng im cách nghiêm nghị. Viên sĩ quan Đức quát hỏi, mi là ai? Tôi là Maximilian Kolbe, linh mục công giáo. Mi muốn gì? Tôi xin nguyện chết thay cho anh bạn tù này. Vì anh còn con thơ và vợ dại. Muốn ngu thì cho ngu. Vào sắp hàng thế, còn tên kia được tha. Mọi tù nhân có mặt trên sân đều ngơ ngẩn, ngạc nhiên, thán phục. Viên sĩ quan Đức hồ lớn, sắp dẫn. Đi. Mười người lặng lẽ đi vào phòng giam đói của nhà ngục. Theo lời các tù nhân thuật lại, Thường những kẻ bị giam đói khóc lóc chửi rủa cho đến khi tắt hơi, còn cha Côn Bê luôn miệng khuyến khích thúc giục mọi người cầu nguyện. Các tù nhân bên ngoài nghe tiếng họ hát và đọc kinh ban đầu lớn, càng về sau càng yếu đi, rồi đến một lúc thì hoàn toàn im lặng. Ngày thứ 12, cửa phòng giam đói được mở ra, mọi người đều đã chết, trừ một mình cha Côn Bê với đôi mắt vẫn sáng dù thân hình tàn rũ viên canh ngục bắt ngài đưa tay ra và trích cho một mũi thuốc độc ân huệ. Vị linh mục chết ngay. Họ đưa xe đến xúc xác ngài và các bạn tù đổ vào lò đốt. Mấy mươi năm sau, vào năm 1972, Tòa Thánh đã tôn phong ngài lên bậc chân phước sau khi cứu xét kỹ lưỡng các nhân đức anh hùng của vị linh mục. Giây phút cảm động nhất trong thanh lễ do Đức Phaolô Lô Sáu chủ tế trong buổi lễ tôn phong ấy là hồi dâng lễ vật một đoàn người tiến lên dâng bánh, rượu, nến và hoa hồng trắng đỏ. Hoa hồng trắng chỉ sự trinh khiết, hoa hồng đỏ chỉ sự hy sinh tử đạo. Đoàn người dâng lễ gồm có người Ba Lan, đồng hương của Ngài và vài thiếu nữ mặc quốc phục Nhật Bản, nơi Ngài đã đến truyền giáo. Cảm động hơn cả là lúc Đức Thánh Cha ôm hôn ông già, bưng cái chén thánh tiến lên. Đó chính là tù nhân đã được cha côn bê thế mạng. Trong lúc ấy, toàn thể cộng đoàn hát vang khúc tình ca không có tình yêu nào cao quý cho bằng chết thay cho người bạn hữu chứng tích sờ sờ trước mắt khiến nhiều người hôm ấy không cầm nổi giọt lệ you Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, diễn đàn quốc tế về giải trừ võ khí hạt nhân sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày mai mùng 10 đến 11 tháng 11 này với chủ đề Viễn tượng một thế giới không còn võ khí hạt nhân và giải giáp toàn diện. Cũng tin Vatican, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh ông Greg Burke phủ nhận tin đồn về một ủy ban tòa thánh đang bí mật nghiên cứu để thành lập thánh lễ đại kết. Beirut, Đức Hồng Y Bechara Rai, giáo chủ công giáo Maronite Liban, kêu gọi bảo vệ sự ổn định của Liban sau khi Thủ tướng Saad Hariri đột ngột từ chức. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Jesus Kitô.